Ăn hàng trên mạng cùng Mad TV. Như mình đã hứa từ clip ăn hàng trên mạng đợt trước là tháng 10 này mình sẽ quay lại cái series này trong chỉ trong tháng 10 thôi nha mọi người. Ok, thì hôm nay chuyên mục ăn hàng trên mạng của mình sẽ là ăn thử 8 vị đậu phộng tưng tưng. Wow, nghe hấp dẫn quá ha mọi người. Nhưng mà thật ra nha thì 8 cái hộp đây các bạn đang thấy ở đây á là 8 hộp đậu phộng tưng tưng mà mình mua ở siêu thị chứ không phải là mua trên mạng. Nhắc tới đậu phộng á thì hồi xưa giờ á là đúng là cái hiệu này luôn, đậu phộng Tân Tân này nè, đi với mình từ nhỏ tới giờ luôn. Hồi đó mình biết là ba mình hay là có một bịch, lúc nào cũng thấy trên bàn của ba mình cũng lúc nào cũng có một bịch hết á, để ba mình nhắm ăn coi đá banh. Hiện tại á thì mình vẫn có cái thói quen nhắm nháp đậu phộng. Mỗi khi mà xem video này, xem phim buổi tối cùng với Gaming House như Nabi Kero hay là kiểu chơi game với fan các thứ ở trên mạng, mấy lần livestream mình cũng có ăn mấy lần nữa. Thì nói chung á là đậu phộng Tân Tân với mình á, mình nào giờ mình chỉ có biết là cái vị nó là cái vị như là vị nước cốt dừa, vị hình như là vị cốt dừa hay sao á, đúng không? Cái bịch mình nghĩ là mình nhắc tới là các bạn biết cái bịch nó như thế nào luôn á, tại vì nó đi với mình từ thời còn nhỏ tới giờ và rất là nổi tiếng. Thì ra là mình nghĩ là nói tới đậu phộng là các bạn trong đầu nghĩ ra cái chữ Tân Tân liền luôn. Thì hôm đó mình đi siêu thị với lại Gaming House kiểu là mua đồ mỗi tháng á, thì mình thấy được ở trên kệ trong siêu thị là nguyên một cái dàn như thế này luôn, là tới mình đếm á, tổng cộng là 8 vị lận. Nên là mình quyết định đem về làm clip ăn hàng trên mạng. Thì tại vì là clip ăn hàng trên mạng mà nên là mình cũng về mình search trên mạng thử xem là có trang web của đậu phộng Tân Tân luôn và có order trên mạng luôn. Nhờ lúc đó mình quên lên web như này nè thì mình mới biết được là hiện tại luôn đậu phộng Tân Tân đang có cái chương trình khuyến mãi. Cái chương trình khuyến mãi này thì nó gọi là mua hàng liền tay trong ngay quà tặng. Có nghĩa là khi mà các bạn chỉ cần mua một trong 8 cái sản phẩm ở đây là chỉ 8 cái loại vị này thôi nha mọi người. Cái này là vị đậu Hà Lan chua cay nè, đậu Hà Lan muối nè, rồi cái này là mix mix giữa snack với đậu, rồi cái này là đậu phộng da cá, rồi bên này là đậu phộng mè nè, đậu phộng rau cải, đậu phộng tỏi ớt và đậu Hà Lan wasabi. Đó là chỉ có 8 cái loại này á, thì sẽ các bạn sẽ có cơ hội tham gia cái chương trình khuyến mại này. Mà giải thưởng á, thì là cực xịn luôn. Mình thấy ở trên poster là có xe Honda Vision 2020 nè. Trời ơi, cái xe này xe mới luôn. Còn có những giải thưởng khác như là xe Honda Way, rồi điện thoại Samsung và một chỉ vàng nữa mọi người. Wow, ăn đậu phộng thôi mà còn có cả cơ hội trúng những cái món quà rất là lớn như vậy luôn. Không biết ở đây có trúng được cái nào không ta? Chắc tí nữa mình moi lên mình coi thử xem nha. Và ngoài những cái giải thưởng mà có giá trị cao lắm như vậy á, các bạn vẫn có rất là nhiều cơ hội để trúng những cái hũ phân mix đến từ nhà Tân Tân luôn. Nó gọi là rất là tiện luôn, tại vì đậu phộng, những cái loại đậu phộng này á, thì mình lúc nào mình cũng thủ ở trong nhà để mình ăn vặt. Thì mình ăn vặt, cái chuyện ăn vặt là cái một cái chuyện mà nó xảy ra thường xuyên. Thì bây giờ thêm vào đó là các bạn có cơ hội được trúng thưởng thì nó rất là tiện lợi, đúng không? Mà kiểu mà thử sức cơ mà lòng sự may mắn của mình nữa. Vào tháng 11 này bên đậu phộng Tân Tân còn có thêm chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 1 dành cho khách hàng online. Có nghĩa là các bạn order ở trên trang web của Tân Tân nè, order trên Lazada, Tiki, Shopee các kiểu thì các bạn sẽ được mua 3 tặng 1. Quá đã. Ok, thì bây giờ bỏ qua cái phần mà khuyến mại quá xịn của nó đi, thì mình sẽ tiến hành vào cái việc là ăn thử từng hộp xem là cái vị của nó đặc biệt như thế nào. Trong 8 vị này mình sẽ thích vị nào? Các bạn có đoán được là mình sẽ thích vị nào trong 8 vị này không? Đến tới hộp đầu tiên, đây là đậu phộng, đậu Hà Lan chua cay. Nghe chua cay là thấy hấp dẫn rồi đó. Mình thì mình cũng khoái ăn chua cay, mặc dù là mình không thích ăn cay nha, nhưng mà những cái món nào mà mix kiểu chua cay á thì cái vị cay á nó lúc nào nó cũng dịu đi hết, và dành cho mấy những người mà vừa mới ăn cay mà vừa không mới ăn cay vẫn ăn được. Rất là kỹ luôn. Đây là đậu Hà Lan chua cay, thì các bạn sẽ thấy được là cái những viên đậu Hà Lan nè thì quá quen thuộc rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Siêu giòn. Nó hơi, cái vị cay của nó hơi cao nha, nhưng mà mình vẫn ăn được. Mình là một người không thích ăn cay nha mọi người, nhưng mà cái vị này được, tại vì
nó khá đậm đà. Ở cái vị chua thì nó không có quá chua, cái vị cay cao hơn vị chua, nhưng mà nó lại mặn mặn nữa, nên là nó đậm đà, ăn khá ok và nó giòn. Quan trọng là nó rất là giòn. Cái vị đậu Hà Lan sau khi mà các bạn nhai khoảng, các bạn nhai được một xíu á, là cái vị đậu Hà Lan á nó bắt đầu tỏa ra, là ăn cảm thấy thú vị liền. Giòn quá, siêu giòn luôn mọi người. Mình nghĩ là nó sẽ cứng á, nhưng mà không, rất là giòn luôn. Cái này duyệt nè, bạn nào mà thích ăn cay bảo đảm là nhai cái này tới tháng luôn vẫn không ngán. Nói chung là cái vị này khá là đậm đà, ngọt chua cay mặn đầy đủ, ăn vào thì nó khá lạ và độc đáo, nên là mình nghĩ là bạn nào thích ăn những cái món ăn đậm đà thì nên chọn cái loại chua cay này nha. Ok, bây giờ mình sẽ đến với hộp thứ hai, đó là đậu Hà Lan muối. Bỏ ra tay nè. Màu xanh của đậu Hà Lan cũng khá là bắt mắt nha mọi người. Nó nhìn nó sáng, nó bóng bẩy á, chứ nó không có bị nhìn ủ rũ. Cái gu ăn của mình là thích mặn và kiểu đậm đà, thì mình nghĩ mấy cái món muối muối này nó sẽ hợp với mình. Giòn quá. Mình nghĩ nha, nếu mà cái hạt Hà Lan này nãy giờ mình ăn hai hộp rồi, mình nghĩ là nếu mà muốn max phê luôn á thì các bạn nên lấy một lần một cụm như thế này nè. Đấy, xong bỏ hết vào và nhai một lần như đây nè. Kiểu cảm giác nhai nhiều nó sẽ trộm trộm, nó cộm cộm mà nó đã mọi người. Cái vị của đậu Hà Lan á thì nó béo béo, xong rồi nó thêm cái vị muối hơi mặn mặn nữa. Nó rất là gọi là ngon, mà khó tả sao á, nhưng mà nó rất là gây nghiện mọi người, hiểu không? Ăn là cứ muốn ăn nhiều thêm, tại vì mỗi hộp nó như đây nè. Để mình ăn một hộp mình chưa thấy đã, mình ăn một nắm như vậy á, xong cái lại ăn thêm. Ok, thì tới hộp thứ ba. Đây là cái hộp mà mình rất là mong chờ luôn đó mọi người. Đây là hộp snack và đậu phộng phân mix, kiểu là mix nhiều loại lại với nhau của Tân Tân. Thì cái này nó có snack nữa nên là mình khá là thích. Thầy ăn thử cái snack đầu tiên coi. Snack này á khá là đậm đà, trong này còn có đậu Hà Lan wasabi nè, đậu Hà Lan muối, còn có nhiều loại đậu phộng khác nha mọi người. Rất hình như là đủ hết 8 loại trong này luôn, và có thêm snack nữa. Mình nghĩ là mình sẽ chỉ review cái vị snack thôi, còn những cái khác thì mình phải review hết để tí nữa mở từng hộp này cho nó thú vị, đúng không mọi người? Mình nghĩ là hộp này dành cho mình đó, bởi vì nó rất là đầy đủ. Các bạn có thể mua một hộp này mà đủ 8 vị luôn. Tiếp theo đậu hộp thứ tư là đậu phộng da cá. Cái này thì khá là classic. Bùi quá mọi người, bùi béo béo thơm, ôi ngon quá, ăn rất là vui mồm. Các bạn có biết cái kiểu mà mặc dù mình không đói, mình không phải là quá thèm đi, nhưng mà miệng của mình á, khi mà một cái dân ăn vặt chính hiệu là lúc nào cũng cảm thấy ngứa cái miệng hết. Mà có những cái món mà giòn giòn bùi bùi như thế, kiểu cứ để nhai liên tục á, nó rất là đã cái miệng. Cái hộp thứ năm này là đậu phộng mè. Mè thì khá tốt cho sức khỏe nè mọi người. Cái viên mè rất là dễ thương, nó sẽ mập hơn cái viên đậu phộng bình thường. Vì nó có một cái lớp mè ở bên ngoài nên là nó siêu giòn mọi người, nó tăng giống như là giòn nhân 2 vậy. Nó tăng cái độ giòn lên và nó rộp rộp. Nó không biết sao mình, các bạn cắn vào nó nghe rộp rộp, nó đã lắm kìa. Mùi mè thơm quá. Đó mọi người, nó ăn hoài ăn hoài. Nếu mà người ta không nhắc mình đang quay clip thì chắc là mình đã ngồi ăn hết 8 hộp này trong một ngày, xỉu luôn. Hộp này là hộp đậu phộng vị rau cải. Thật ra là hồi đó mình có biết một loại đậu phộng mà nó cũng có bọc một cái lớp ở ngoài như thế này. Nó thơm một cái vị từ đậu củ, nhưng mà cái gia vị của nó rất là ok luôn, đậm đà mà nó có mùi hương nữa, cái lớp này giòn cực. Nó mình hay ăn tách ra như thế này nè. Và cái đậu phộng á, mỗi lần mình tách ra như vậy á, mình sẽ thấy được cái đậu phộng ở bên trong á, nó rất là bóng bẩy. Thích cái hộp này quá, mình nghĩ là mình nên mở web lên order thêm một hộp này. Ok, hộp tiếp theo đây là đậu phộng tỏi ớt. Tỏi ớt nha mọi người, bật mí cho các bạn biết luôn, thì mình á, mình cực kỳ mê ăn tỏi. Cái món ăn nào mình cũng sẽ làm chung mix với tỏi hết, tỏi phi lên á.
Oh my god. Nó dính dính như thế này, mình nghĩ là nó có vị gia vị là đường ở trong thì nó mới dính dính theo kiểu này nè. Đúng rồi, đúng cái vị rồi. Oh my god. Cái vị mặn mặn mà hơi ngọt ngọt. Cái vị ngọt nó làm cái vị mặn nó đậm hơn chứ không phải là cái vị ngọt mà là nó thiên vào đồ ngọt nha mọi người. Mà cái vị ngọt của nó nằm ở trong cái vị đậm đà. Xong rồi cái mùi tỏi thơm cực kỳ thơm luôn. Recommend các bạn nên ăn thử cái loại này đi, ngon quá. Bạn nào mà mê ăn những cái món như là cháy tỏi hay là mắm tỏi hay là tỏi ớt á, bạn nên ăn thử. Ok, chúng ta sẽ đến với hộp cuối cùng, đó là đậu Hà Lan wasabi. Yay. Thường là mình sẽ để nó ra, mình không có ăn thử. Nhưng mà sẵn hôm nay mình đã gọi là thử hết cả 7 vị rồi, cho để vị này mình để riêng ra đúng không? Mình vẫn phải ăn thôi. Để xem nào. Sao giòn vậy? Wow. Trời ơi. Nó sập cái mũi luôn mọi người. Wow. Mặc dù á nha. Ăn thử cái nha. Nó lại không quá hắc nhưng mà nó vẫn có mùi wasabi nha mọi người. Thì cái độ bùi của đậu Hà Lan á, nó lại làm cho mình cảm thấy là cái vị wasabi này nó lại dễ ăn hơn bình thường. Và khi mà mình ăn vào á thì mình kiểu cảm giác là muốn bóp thêm một cái nữa để ăn. Mặc dù là nó cái vị nó rất là lạ. Nó chỉ hơi cay cay cái nồng cái vị wasabi thôi. Tuy là mình không thích wasabi nhưng mà mình ăn cái này vẫn được này. Thì nó giòn, nó có cái gì đó hút lắm mọi người. Wow. Nó cứ không ngon lên mũi mình á. Không mũi luôn. Ok, thì đó là cảm nhận của mình sau khi ăn thử một chút, mỗi cái một chút từ 8 cái vị đặc biệt này của đậu phộng Tân Tân. Thì cái món nào mình cũng thấy ghiền, thấy phê hết. Nhưng mà trong đó có 3 cái vị này là mình thích nhất. Đây là cái mix này, cái mix là ăn là rất là lời luôn. Và nó có cái snack rất là hút. Cái rau cải cái đậu phộng vị rau cải này á, thì ăn nó vui miệng và nó có cái hương thơm rau cải rất là thích luôn. Rồi còn cái này là best của best luôn, đó là đậu phộng tỏi ớt. Trời đất ơi, những người mà mê tỏi như mình, mê cái vị tỏi như mình thì ông chủ cha ơi, cái này nó thật sự là một cái phát minh vĩ đại của Tân Tân dành cho những người như mình. Oh my god, nó ngon lắm mọi người. Đó, nhắc tới đậu phộng là mình chỉ nghĩ tới Tân Tân thôi. Và những cái món này nó cũng cực kỳ hợp. Mình cảm thấy sau khi mình thử 8 cái vị này luôn thì mình cũng cảm thấy là nó cực kỳ hợp với cuộc sống mà thích chơi game, thích ngồi máy cũng như là lúc mà làm việc. Thì với 8 cái vị đặc biệt như thế này á, mình thấy là đây là một cái ghi điểm, cái màn ghi điểm lớn trong mắt những người thích ăn vặt như mình. Và các bạn đừng quên, như mình đã nói ở đầu clip là hiện tại Tân Tân đang có chương trình khuyến mãi. Nãy giờ lo ăn quá quên mất cái vụ này. Làm sao nữa? À, mình phải ăn hết mình mới lấy được cái thẻ cào bên dưới. Thì các bạn nhớ khi mà ăn á, thì đừng có giống như mình là mãi ăn quá, mê quá thì quên mất cái vụ thẻ cào nha. Ngoài ra thì vào tháng 11 này còn có cái chương trình khuyến mãi mua 3 tặng 1 cho các đơn hàng online. Các bạn có thể đặt qua fanpage của Đậu Phộng Tân Tân nè. Thì các bạn mua vào tháng 11 này sẽ được tăng rất là nhiều cái cơ hội được nhận trúng thưởng đấy. Ok, các bạn hãy nhớ những gì nãy giờ mình nói nha. Vì cái đây là một deal cực hời dành cho những thánh ăn vặt như tụi mình luôn á. Và video clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Bây giờ thì mình nghĩ là 8 hộp này mình sẽ cất riêng trong tủ. Mình sẽ order thêm cho nhân viên trong Gaming House nữa. Tại vì 8 hộp này nhìn như vậy thôi chứ ăn một hồi là hết à. Đám nhà mình nó ăn vặt ghê lắm. Tại vì ngồi văn phòng của mọi người phải có mấy cái món ăn vặt này giúp cho công việc tốt hơn mọi người, thoải mái, giải trí hơn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Like, share, subscribe Mel TV, cũng như là nhấn cái chuông kế bên nút đăng ký để nhận được mọi thông tin mỗi khi Mel TV ra clip mới nha. Còn bây giờ thì sayonara mọi người. Bye bye.